Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc mọi người cuối tuần thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở ngã tư Nguyễn Văn Cừ, là Cộng Hòa năm xưa, và Trần Hưng Đạo. Ngã tư này thì ngày xưa có cái chợ Nancy. Theo hướng này thì chúng ta đi qua cầu Nguyễn Văn Cừ ngày nay nè. Cũng là phía sau này cũng là cái chợ Nancy ngày xưa. Hành trình của chúng ta hôm nay sẽ đi đến một con hẻm cũng không kém phần thú vị. Đó là con hẻm 18 ở đường Phan Quang Trị, quận 5. Theo hướng đường này thì chúng ta sẽ đi đến hẻm 18. Đây là đường Cộng Hòa năm xưa. Đi thẳng đây thì tới cái vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa ha. Thì bây giờ chúng ta đợi đèn xanh rồi chúng ta đi qua đường. Theo trục đường Trần Hưng Đạo này thì mình sẽ đi về chợ lớn, về chợ Hòa Bình. Rồi đèn xanh rồi mình qua đường thôi. Cái con hẻm này thú vị ở chỗ là ở giữa hẻm nó có cái ngôi mộ. Ngôi mộ cổ, không hiểu có từ khi nào. Đây ở bên kia đường là có cơm tấm Nguyễn Văn Cừ ngày xưa nè. Bây giờ thì người ta xây cái nhà lên rất là lớn nhưng mà cơm tấm vẫn còn bán nha. Sau một thời gian vắng bóng ở số 74 Nguyễn Văn Cừ, số điện thoại là 02866807474. Nhân đây thì em cung cấp số thông tin để của chú chị mình có thể ở xa hoặc là ở khu vực đây thì thể gọi người ta sẽ giao trực tiếp. Ở đây buổi trưa thì ở ngoài đường bữa nay không có nắng lắm, nay trời mát, chắc lẽ sắp mưa. Đây có cô bán trái cây nè, trái cây đường phố, đó xoài mắm ruốc. Buổi trưa mà nhìn thấy món này là không chịu nổi. Trời cũng rất là mát ha. Có lẽ là sắp mưa rồi đó. Mình đi chút xíu nữa thì đến ngã ba Nguyễn Văn Cừ và Phan Văn Trị. Ở đây có cái cửa hàng bán nước sơn Văn Nhu, nổi tiếng từ thời xưa tới bây giờ luôn. Bên đường thì ngày xưa có cái nhà sách Nguyễn Văn Cừ, thì bây giờ nhà sách Nguyễn Cừ đã không còn ở vị trí đó nữa, giờ nó đã về qua bên góc đường Phan Văn Trị ha. Nhà sách xưa đó. Cái xưởng này có rất là lâu rồi nè, xưởng máy phẳng bót. Những cái hẻm này cũng thông ra Phan Văn Trị luôn nè. Đây có cháu Lộc. Nhìn qua đường là cái nhà sách Nguyễn Văn Cừ hồi xưa nè, ngay cái bãi đất trống trống này,
bây giờ là cái sắp có cái building nằm ở đây. Ở đây thì cũng rất là thân thuộc với cô Hạnh và chú Tony ha. Sẵn đây thì mời cô chú cùng xem lại cung đường ngày xưa nha. Cái nhà này bây giờ thành vua điểm. Nhà này hồi xưa chích chó nữa, thú y kế bên thú y hồi xưa là cái cửa hàng uy tín. Chúng ta đến đây là ngã ba Phan Văn Trị, nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Họ giờ qua bên đây, đây là ngã ba Phan Văn Trị và Cộng Hòa năm xưa. Bên kia thì có cái chùa Long An. Ngày xưa thì có cái shop quần áo của Ngọc Trinh muốn nằm trên đường này, mà không biết bây giờ còn hay không. Rồi chúng ta đi qua đường Phan Văn Trị nha. Cuối con đường này là cuối đoạn đường này là cái trường tiểu học, ở trường trung học Ba Đình, ngày xưa là trường Thánh Linh. Ở đây thì cái trường mầm non này ngày xưa vẫn còn nữa, trường rất là xưa. Trường Thánh Linh này nằm ở cuối đoạn đường này, và con đường Phan Văn Trị nối dài đến đường ở khúc ở đoạn Lê Hồng Phong, cũng có đoạn Nguyễn Văn Phan Văn Trị luôn. Nghĩa là cái đường Phan Văn Trị bị cắt ngang bởi cái mảnh đất nhà thờ. Ở đây là số 10 Phan Văn Trị. Rồi chúng ta cùng nhau đi đến số 18 đầu đường, đầu hẻm thì có cái hồi xưa là quán cơm, bây giờ là cái phòng chiếu phim HD. Đối diện thì có cái hẻm thông ra cái hẻm lúc nãy ra Nguyễn Văn Cừ luôn. Rồi mình đi vô hẻm này nha. Bắt đầu là số 18. Cái hẻm này thông ra cái hẻm chuyên bán sỉ bánh ướt. Phòng chiếu phim luôn. Hy vọng sẽ gợi đến cái gì đó ngày xưa của chú anh chị khi mà chưa có dịp về quê hương, thì chúng ta cùng xem lại cho vui nha. Hẻm này thì cũng tương đối là lớn và yên tĩnh. Đây cái chỗ đặc biệt của cái hẻm này đây, nghe cái màu xanh xanh lơ là cái ngôi mộ. Có cái mộ cổ. Hướng này thì chúng ta cũng ra được cái hẻm bên Nguyễn Biểu luôn nè. Chúng ta đi thẳng cái hẻm này thì đến cái hẻm bán ốc buổi tối nè, và cung cấp bánh ướt chả lụa. Ngày xưa cái hẻm đó là làm vàng. Mình đang đi trên hẻm 18 luôn nha. Cái bảng hiệu điện thoại cổ hồi xưa.
tới cái hẻm ngã ba này thì nếu quẹo phải thì mình ra đường Nguyễn Văn Cừ, quẹo trái thì ra Nguyễn Biểu ha. Đây Nguyễn Văn Cừ đây, nhà Nguyễn Biểu đi hướng này. Buổi tối đây bán có quán ốc rất là ngon. Mình ra đây là Nguyễn Trãi. Đó, cái ngã ba ngang ngôi mộ này là mình ra cái hẻm đây nè. Rồi chúng ta đi tiếp nha. Cái hẻm này ngày xưa thì làm thợ bạc rất là nhiều, rất là nhiều thợ bạc ở đây. Và cái hẻm này nổi tiếng là phá lấu, người ta gọi là hẻm phá lấu. Rồi, hẻm này là hẻm 206 Nguyễn Biểu ha. Đây chúng ta đi đến đường Nguyễn Biểu. Ngay đây có cái chung cư nè. Chung cư Nguyễn Biểu, chung cư 257. Chung cư 2 253 255. Chung cư này không có tên nên cái chung cư này là chung cư gì nữa. Số 250 cho tới 250, 253 tới nay 257 Nguyễn Biểu. Rồi chúng ta đi ra đây là ngã ba Nguyễn Trãi. Đối diện đây thì có cái trường Đại học Sài Gòn. Ngày xưa thì ngôi trường này là trường Bác Ái. Ngày nay thì sau nhiều lần đổi tên thì bây giờ trường có tên là trường Đại học Sài Gòn. Trường hồi xưa dạy tiếng Hoa nè, theo lời chia sẻ của cô chú anh chị. Theo Nguyễn Trãi thì hướng này chúng ta phải đi về đường Cộng Hòa năm xưa. Đó. Ngày đây có quán phở mộng rất là ngon. Rồi tới đây thì em xin tạm dừng cái video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc bà con mình luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe. Một số hình ảnh ở hẻm 18 Phan Quang Trị gửi đến cô chú anh chị. Một cái hẻm rất là đặc biệt, có cái ngôi mộ nằm ở giữa hẻm. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.